Hãy cùng Minh Phương và bà Thắng Vàng đồng hành với các cầu thủ bằng cách nhấn subscribe và nhấn chuông bà Thắng Vàng để được nhận thông báo khi có những thông tin mới nhất các bạn nhé. Ai có thể điều khiển những thương vụ bom tấn trên thị trường chuyển nhượng, làm hoạn giá cầu thủ, xúi cầu thủ làm loạn để đòi tăng lương hay chuyển nhượng khiến các huấn luyện viên căm thù bậc nhất? Đó chính là những cò chuyển nhượng. Trong thế giới cò ấy, người có siêu năng lực, khả năng khuynh đảo thế giới bóng đá nhất ở thời điểm hiện tại, có lẽ không ai khác chính là siêu cò Mino Raiola. Ta thà phụ người chứ quyết không để người phụ ta. Khi vung gươm chém chết ông bác Lã Bá Sa, Tào Tháo đã nói một câu kinh điển như vậy. Chứng kiến toàn bộ sự việc, Trần Cung lắc đầu ngán ngẩm bỏ đi, nhưng rồi chục năm sau cũng chết dưới tay Tào Tháo. Cháo trở và độc ác, tàn khốc và phụ bạc, Tào Tháo là hình mẫu điển hình. Raiola giống y hệt, ngay bước vào thế giới bóng đá, Raiola chỉ là con số 0 tròn trĩnh. Với dáng hình không dành cho môn thể thao vua, Raiola chỉ hợp chơi bóng bàn và là một tay vợt cừ khôi từng vô địch ở câu lạc bộ bóng bàn Grady Viners, hạng mục các cây vợt ngót tạ. Từ ưu thế đó, gã bước vào nghề đá bóng trên bàn, tức đàm phán, tức co cầu thủ. Người dìu dắt Raiola vào nghề là Janssen, giám đốc công ty môi giới cầu thủ Sport Promotion, siêu cò quyền lực nhất Hà Lan những năm đầu thập niên 1990. Một trong những thương vụ đình đám nhất Raiola tham gia khi làm việc tại đây là biên dịch tài liệu phục vụ Dennis Bergkamp chuyển từ Ajax Amsterdam sang Inter Milan vào mùa hè năm 1993. Tại đây, Raiola đã lén sao chụp toàn bộ tài liệu được giao để dịch, rồi té ra lập công ty riêng có tên Maguire Tech & Legal, cạnh tranh trực tiếp với Sport Promotion. Janssen uất hận gọi Raiola là kẻ ăn cháo đá bát. Raiola cười hề hề, gửi lời cảm ơn đến người đã nâng đỡ và hết mực tin tưởng gã. Tuy nhiên, chỉ có cháo trở và tàn độc thì không thể thành công. Đó đơn giản chỉ là chất phụ gia. Muốn thành công, muôn đời phải có thực tài. Thực tài thể hiện qua cách làm việc thì quá đơn giản. Thực tài thể hiện qua việc nhìn ra kẻ kém tài để tránh xa, bất chấp phải đi vào con đường mạo hiểm mới gọi là xuất chúng. Cả Tào Tháo lẫn Raiola đều là những con người xuất chúng như thế. Tháo từng chửi thẳng mặt Viên Thiệu, kẻ đứng đầu 17 lộ chư hầu đánh Đồng Trác, gia đình ba đời làm tam công Hà Bắc để đem nhúng tàn quân đi gây dựng cơ đồ. Sau này, chính họ Tào tiêu diệt thế lực họ Viên. Trong khi đó, Raiola bén duyên với bóng đá bằng vị trí giám đốc thể thao đội bóng địa phương FC Haarlem. Ít lâu sau, Raiola bỏ đi và đầu quân cho Sport Promotion vì cho rằng bà lãnh đạo đội bóng này ngu si và bảo thủ. Bây giờ, Raiola là một trong những siêu cò quyền lực nhất thế giới, còn Haarlem nhờ tài trèo lái của ban lãnh đạo đã bị xóa sổ khỏi bản đồ bóng đá Hà Lan. Raiola là một tay đại diện đáng ghét trong mắt nhiều nhân vật quyền lực của bóng đá thế giới. Man United thời Alex Ferguson gạch mặt gã vì Sir Alex kết luận thẳng thừng: thằng đấy không tin được, nó là đồ rác rưởi. Tương tự là Pep Guardiola, đôi bên không một lần qua lại sau vụ Zlatan Ibrahimovic. Chủ tịch Napoli Aurelio De Laurentiis ví gã là cái nhọt ở mông, còn Moggi bố già lũng loạn bóng đá Italia suốt những năm cuối thập niên 1990, đầu 2000 cho đến vụ Calciopoli, từng nhắn nhủ gã: mày đừng mơ bán được cầu thủ nào ở Italia con ạ. Và tất nhiên, Raiola vẫn bán cầu thủ sang xứ sở hình chữ ủng đều đều. Vì sao gã lại bị ghét như vậy? Câu trả lời chỉ có một, và đó là kim chỉ nam hành nghề của gã: người không vì mình trời tru đất diệt. Vì mình ở đây không chỉ là vì bản thân mà còn cả thân chủ. Raiola làm mọi thứ để được lợi nhất cho bản thân và thân chủ của mình. Mối quan hệ giữa Raiola và thân chủ không đơn thuần là khách hàng và người đại diện. Đó là mối quan hệ huynh đệ chi binh, bảo bọc nhưng thẳng thắn nhìn nhận các vấn đề. Mỗi ngày, gã nhận được hàng chục cuộc gọi từ các thân chủ, đôi khi là công việc, đôi khi là các vấn đề cá nhân. Ngày bị cháy nhà, Balotelli gọi cho gã đầu tiên để tìm người chia sẻ. Lúc Pogba còn hàn vi tại đội trẻ của Man United, gã xúi tiền vệ này sang Juventus và đáp trả thẳng thừng đề nghị ký hợp đồng của Quỷ Đỏ: cái hợp đồng như này đưa cho chó chi hu hua ký nhé. Gã sừng cô chỉ Pep là tên chó đẻ hèn nhát bởi trù dập Ibra của gã tại Barcelona. Để trở thành người dắt mũi đối phương trong mọi cuộc đàm phán, gã cò béo ị tốt bụng của cầu thủ này phải sở hữu một năng lực siêu phàm khác mà trời phú cho gã, đó là khả năng thôi miên bằng chiếc lưỡi dẻo, hoạt ngôn và nói được nhiều ngôn ngữ của Mino Raiola. Nếu xét riêng về trình độ lĩnh hội ngoại ngữ, Raiola là một thiên tài. Không cần học hành bài bản, Raiola vẫn có thể nói trơn tru thêm tiếng Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và thứ tiếng địa phương ở Napoli.
Nhưng ở đây là hoạt ngôn với cả 8 thứ tiếng, biến Raiola thành một tên quái kiệt. Cầu thủ thì há hốc trước viễn cảnh tràn ngập tiền bạc, tràn chứa yêu thương như người trong gia đình, sự bảo hộ của nhân vật quyền lực trước mọi rắc rối nếu chấp nhận gã làm người đại diện. Tuyệt chiêu đắc nhân tâm Raiola với những người ủy thác tương lai, sự nghiệp và số phận vào tay của gã là cư xử như người trong một gia đình. Kiêu hùng bản mạn như Zlatan Ibrahimovic cũng phải tôn Raiola là đại huynh, một thứ đàn anh quyền huynh thế phụ. Cứng đầu cứng cổ như Mario Balotelli cũng phải cúi đầu nem nép, nghe Raiola bảo một là một, nói hai là hai. Hay giờ như Paul Pogba, nuốt từng lời chỉ dạy của Raiola để nhằm mục đích đánh tháo khỏi Man United. Một nhà tư vấn giỏi không chỉ là người trung gian trong việc đàm phán, hắn còn phải đảm bảo thân chủ của mình cảm thấy an toàn và được bảo vệ. Tôi giải quyết các vấn đề của thân chủ như cách một người cha làm với những đứa con. Và cách Raiola đối xử với Paul Pogba là một ví dụ cho hình ảnh gia đình của Raiola. Một thằng nhóc có tài nhưng chưa được trọng dụng ở Old Trafford sẽ thân thiết với ai hơn? Một người gia trưởng và lạnh lùng như Sir Alex hay một gã luôn kè kè bên cạnh và ra sức bảo vệ như cha ruột kiểu Raiola? Câu trả lời thì chúng ta đều biết rõ. Ở Mino Raiola hội tụ đủ mọi yếu tố, phẩm chất để biến gã thành một tào tháo trong thế giới sân cỏ. Với đối thủ, gã không ngần ngại dùng bất cứ thủ đoạn nào để đánh bại trên bàn đàm phán. Với cầu thủ, gã tạo nên một mái ấm gia đình đủ sức chiều chuộng mọi cái tôi quái dị, khác người và nổi loạn. Như thế, dưới sự chỉ đạo của Raiola, thế giới chuyển nhượng cầu thủ vận hành theo hướng mà gã mong muốn. Gã không hâm mộ Man United, Real Madrid, Juventus, mà chỉ yêu mến bản thân gã cùng những con bò sữa đang yên bình trong gia đình mà gã tạo ra mà thôi. Đứng với khía cạnh của một người hâm mộ bóng đá, bạn có cảm nghĩ gì về những gì Raiola đã làm? Hãy comment ý kiến của mình bên dưới và đừng quên like, subscribe kênh YouTube của chúng mình để không bỏ lỡ bất cứ video nào. Xin chào và hẹn gặp lại!